trên tay mình là cái Nokia Lumia 630 ha. Các bạn thấy chữ trả to đùng không các bạn? Có nghĩa là không phải máy nào cũng có thể sửa đâu các bạn ha. Đôi khi sửa không được phải trả thôi. Không phải đôi khi nữa mà là thường xuyên các bạn. Okay, bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà để mở cái máy Nokia Lumia 630 ra ha. Đầu tiên chúng ta sẽ tách tách cái nắp lưng nó ra, không? Nắp lưng và lấy ra cái khối pin. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái con vít T5 để mở cái máy này ra, chỉ cần một con vít thôi các bạn. T5. Đúng không? Vít T5 các bạn hãy kiếm mua ở những ở chợ Nhật Tảo á, hoặc là những cái chỗ bán linh kiện điện thoại á, nó bán nhiều lắm. Cũng rẻ lắm, khoảng 35 hay 40 ngàn một cây các bạn. Đây, chúng ta mở ra hai con ốc. Ba con ốc. Bốn con ốc. Năm con ốc. Sáu con ốc. Có vẻ tách nó không có lên các bạn, và còn phải hai con ốc này nữa các bạn, không bên hồng á, bảy con ốc, tám con ốc, rồi sau khi cảm thấy hết ốc rồi thì chúng ta tách nhẹ cái là nó lên thôi các bạn. Không, này nó dướng dướng, để mình xem nó dướng cái gì các bạn ha. À, ok, cái này là nó cái bo nó đi theo cái sườn của các bạn, nó sẽ dướng cái socket màn hình. À, tháo socket màn hình ra. À. Không. Ok, cái loa nó sẽ nằm trên dính cái màn hình ha, và đó lại đó là những cái tiếp xúc loa các bạn, hai điểm tiếp xúc lên cái loa. Cái loa không nghe có thể hư cái loa, hoặc là chúng ta sẽ đo tổng trở ngay hai cái điểm tiếp xúc đó các bạn. Và hai cái điểm tiếp xúc đó nó sẽ kết nối với cọng dây qua cái bếp dây, các bạn thấy không? Có cái bếp dây ngay socket đó. Ok, giờ mình sẽ đo tổng trở thử các bạn ha. Bên đèn chấm mát bên đỏ chấm bên này. Ok, có vẻ như tổng trở không có được ok lắm các bạn. Mất tâm trạng luôn rồi, để mình tháo socket ra mình gắn đây thôi, có thể là nó bị hở thôi. Ok phải không? Hở. Một bên có, một bên không, vẫn không ok các bạn. Có nghĩa cái máy này nó sẽ bị loa không nghe chắc chắn 100% các bạn ha. Thì bây giờ không biết là bị hư cọng dây hay là hư trên cái main. Thì chúng ta có thể đo trên cọng dây các bạn, hoặc là chúng ta đo thẳng trên cái main luôn các bạn ha. Mình gắn thêm một lần nữa xem sao. Đo lại thử một lần nữa cho chắc. Bên này có rỡ. Bên này mất trở. Rồi, vậy là có thể là nó bị đứt đường rồi các bạn ạ. À. Ok, bây giờ mình sẽ đo trực tiếp trên cái main luôn, xem nó bị lỗi main hay là do lỗi cọng dây đó các bạn ha. Nếu lỗi dây thì thay dây thôi, còn lỗi main thì phải nhờ đến kỹ thuật mở Sima ra mà sửa thôi các bạn. Chợ kháng này không phải chợ kháng của lò. Ok, một bên lên, một bên không lên, nó cùng dây đôi các bạn. Như vậy là xác định nó bị đứt đứt trực tiếp từ đó vào cái con IC nào quản lý âm thanh rồi. Mình máy này thì mình cũng không biết là con IC nào các bạn ha. Phải mở cái schematic nó ra coi thì mới biết được các bạn. Rồi. Chắc chắn 100% là máy này sẽ là không nghe các bạn ha. Còn cái ok, cái cọng dây này nó sẽ quản lý cái camera các bạn. Cái là bớt bớt dây camera. Không, cái cọng dây ok, camera đúng rồi. Ok, vậy cái bớt dây đó sẽ quản lý cái phần rung và tai nghe luôn các bạn. Cái bớt dây đó đó, rung và tai nghe đúng không ha? Không rung hoặc là tai nghe không nghe hoặc là chạm tai nghe thì chúng ta cứ thay thử cái bớt dây đó thôi. Rồi, mình sẽ tháo cái máy lên. Cái chuông các bạn ha, đó là cái chuông á, cái chuông mà các bạn người ta gọi tới nghe tưng 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 hoặc là các bạn khi nghe gọi phát ra ngoài thì đó gọi là cái chuông. Ok, cái chuông nó sẽ tiếp xúc lên cái miếng này trên màn hình các bạn ha, và có cái đường mạch nối với cái bo rất là lằng nhằng và tiếp xúc lên hai cái điểm đó. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái bo này mình đo thử thêm cái hai cái điểm đó tiếp xúc chuông. Ok, ok các bạn ha, như vậy tiếp xúc trên main nó ok rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào cái màn hình để mình xem nó có tiếp xúc ra cái chuông tốt mà này, phải có một người đè các bạn ha.
nhờ một người bạn đè. Rồi mình sẽ đo trực tiếp ngay cái tỉa điểm tiếp xúc chuông luôn. Ok ok rồi, như vậy là máy này là cái chuông ok các bạn. Đó là cái mic các bạn ha. Cái mic này thì chúng ta không lấy thay được rồi, phải nhờ kỹ thuật sử dụng mở khò thay. Còn đây là những phím volume lên xuống và nút nguồn các bạn ha. Hư lúc nào thay lúc đó thôi. Đứt đường thì đi câu được, cái đó là ổ thẻ, ổ sim. Máy này hai sim các bạn. Nokia Lumia 630. Đó là chân pin, và thiết kế kiểu chân pin này là khi các bạn làm rớt đó, nó hay bị gãy lắm, thì mình sẽ đo tấm trở xem cái chân pin ok hay không nếu mà một cái máy mất nguồn các bạn ha. Rồi, bài tổng thể thì cái máy Nokia Lumia 630 đơn giản thôi các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình sẽ ráp nó vào lại ha. Trước khi đó thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái bộ màn hình của nó. Màn hình và cảm ứng của nó là một khối luôn ha. Nên khi mà các bạn bể màn hình hoặc bể cảm ứng gì đó thì các bạn thay cả khối luôn. Máy này nó cũng rẻ, cái màn hình và cảm ứng cũng rẻ, không đáng để chúng ta đem đi ép kính nữa các bạn. Thay cả khối cho nó đẹp. Đúng rồi, thấy không? Nó là nguyên một khối luôn. Chứ nó không có tách rời như những cái máy khác. Thường là máy cấp thấp là nó tách rời các bạn, mà không hiểu sao cái máy này nó làm thành một khối các bạn ha. Thôi bây giờ bắt đầu mình sẽ ráp nó vào. Okay, gắn nó vào cái sườn trước các bạn. Gắn cái socket tai nghe, loa và rung. Sau đó gắn camera vào. Gắn xong cách màn hình vào. Rồi, ráp nó vào các bạn không? Sau đó siết ốc lại và gắn pin và gắn nắp lưng. Vậy là xong. Ok, vậy mình tạm ngừng cái video clip này ha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công.